Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về xem sao hạn của tuổi Nhâm Thân nữ mạng trong năm 2021. 1. Sao chiếu mạng. Nhâm Thân, năm nay bị sao Mộc Đức chiếu mệnh. Nữ giới sao Mộc Đức chiếu mệnh, công việc làm ăn đi lên, có tài lộc, kinh doanh buôn bán suôn sẻ, mọi chuyện hanh thông tốt đẹp. Đặc biệt vào tháng Chạp, tài vận tiến triển rất tốt, Mộc Đức thập nhị trùng lại. Sao Mộc Đức, tốt nhất vào tháng 10 âm lịch, năm Tân Sửu. Đây là thời điểm thích hợp để quý bạn phát triển những dự định, mục tiêu trong tương lai của mình. 2. Hạn tuổi. Hạn, ngũ ngộ, tiểu hạn. Hạn này báo hiệu sức khỏe của nữ mạng tuổi Nhâm Thân trong tương lai có thể sẽ bị giảm sút. Chính vì vậy, bản mệnh cần có kế hoạch, chế độ sinh hoạt, làm việc hợp lý hơn. Ngoài ra, ngũ ngộ cũng chủ về tài chính, tâm trạng bất an. Trong năm nay, nếu đi lại đường xa thì phải bảo quản tốt tài sản cá nhân, tránh bị thất thoát, trộm cướp. 3. Tứ trụ. Thiên hư, địa lợi. Công việc trong năm thành công được hay không, phần lớn nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực của bản mệnh. Quý bạn là người độc lập, nên luôn chủ động tìm ra giải pháp cho cuộc sống. Vì vậy, không cần phải quá lo ngại hay trông cậy vào sự giúp đỡ của người khác. 4. Vận niên. Năm 2021, vận niên của tuổi Nhâm Thân nữ mạng có phần tích cực. Nếu như năm cũ những việc gì bế tắc, chưa giải quyết được, thì năm nay sẽ được hanh thông, công thành danh toại, hạnh phúc, vinh hiển. 5. Hoa giải sao hạn. Vận hạn của nữ mạng Nhâm Thân, sinh năm 1992, có thể hóa giải, giảm trừ. Bản mệnh nên giữ cái nhìn tích cực về cuộc sống, mọi thành công đạt được đều phải trải qua thử thách, không có điều gì là dễ dàng. Bởi vậy, dù gặp khó khăn, thử thách, cũng luôn giữ sự kiên nhẫn, tinh thần mạnh mẽ vượt qua, thì tự khắc vận hạn cũng vượt qua được. Ngoài ra, nữ Nhâm Thân 1992, trong năm 2021 nên cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định trong công việc, đặc biệt là đầu tư kinh doanh. Dù bản mệnh năm nay được che chở, nhưng không vì thế mà chủ quan, ý lại. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.